Hello, xin chào anh em nha. Mình là Lê P đây và chào mừng các bạn mà trở lại với trò chơi công viên khủng long Jurassic World Evolution. Thì hôm bữa giờ, sorry các bạn, vì mình quá là bận rộn với một số cái series khác nên là chưa có. Rất là nhiều khủng long luôn anh em. Thì nếu mà các bạn thích mình chơi cái trò chơi này á, đừng quên bấm ngay vào nút like để mà xem tiếp theo những cái clip mà của cái công viên khủng long á. Bởi vì các bạn biết sao không, chúng ta rất là thích coi nhưng mà có khá là nhiều bạn không có chịu like. Mình nó view nhiều á mà có 2.000 like các bạn, trong khi á mấy cái trò kia thì làm á không có cực mà view á với lại like á toàn 5-6 ngàn, 10 ngàn không à anh em ấy, thì mình khá là buồn luôn. Mong rằng các bạn ủng hộ mình nhiều nhiều lên nha. Thì ok, cái chuồng này á là cái chuồng mà mình xây cho cái con T-Rex với lại cặp đôi mà Ceratosaurus nè. Chuẩn bị quấn lộn hay gì rồi. Nó khe nhau rồi các bạn. Thôi, đừng quýnh nhau nữa. Ôi, con T-Rex bây giờ nó bự lắm các bạn ơi. Chạy đi, Ceratosaurus. Ôi, nó cắn lại luôn kìa, nó hùng ghê chưa. Chạy đi. Ôi, nó cắn hai phát con T-Rex, nó yếu rồi kìa. Được rồi, chạy đi. Ôi, con T-Rex nó chạy luôn các bạn. Ô, đúng là con này đầu đàn mà. Con này đầu đàn nữa, T-Rex chạy luôn. Ôi, có một con khủng long bị kia bị chết rồi. Con gì vậy? Chúng ta có một con Parasaur bị chết vì tuổi già anh em. Không sao, thì cái chuồng này là một cái chuồng cũng khá là lâu rồi nên là khủng long nó chết là bình thường thôi. Mình sẽ ấp cho nó ra để nó bảo tồn cái kiểu như là số lượng loài của cái loài Parasaur. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ chơi ở cái khu hòn đảo này một thời gian ngắn rồi mình sẽ kiểu như là đi đến cái vùng đất mới các bạn, đi đến những cái vùng đất mà chúng ta sẽ có được những cái con khủng long mới như là con Spinosaurus, khủng long cánh bướm các bạn. Đấy. Mấy con này ổn không? Khủng long cổ dài của Lì nè, bự chưa. Đấy, thì cái khu này á những góc view rất là đẹp luôn anh em. Đây là cái thức ăn, có nhiều bạn kêu là tăng cái thời gian mà lâu lâu ra thức ăn á thì nó sẽ hạn chế cái kiểu như là thức ăn bị hư. Nhìn từ đây cái chỗ này thấy được mấy con khủng long từ xa luôn nè, đẹp không? Đấy, thấy được khủng long từ xa luôn và cái góc view nào á mình xây cũng rất là tỉ mỉ luôn, chỗ nào cũng đẹp hết á. Nói chung là cái hòn đảo này á, là cái nơi mà mình thấy là nó ổn nhất luôn. Cô gỗ rừng thông nè. Đấy, cái này là phải tăng cái thời gian lên 21 phần cái phút nó mới ra một cái thời gian. Đấy, khu yên bình đó các bạn. Tụi nó tập trung bên kia nó chơi đó rồi, bởi vì đâu có khủng long bạo chúa đâu. Đấy, mấy khu này đẹp không? Mình nói là mình xây từng cái cây luôn á các bạn, xây từng loại cây luôn á. Có những chỗ mà khủng long nó ít ăn nên là thức ăn nó ít ra thôi. Ở đây là cái khủng long nhiều nè. Nó dễ thương nghe chưa. Chắc là số lượng loài nó sẽ đủ thôi. Cái con Parasaur nó cũng sắp ra rồi. Chỗ đây nó xâm xuê nhất nè, vẫn còn khá là nhiều loài khủng long ăn cỏ mà mình chưa ấp á. Chỗ đây nó ăn hết thức ăn luôn rồi các bạn, kinh vậy. Làm thức ăn mới đi cho tụi nó đi. Rồi, tăng cỡ 15 phút là được. Rồi, các bạn thấy có thức ăn mới chưa? Tại vì có nhiều con ăn cỏ ở đây mà.
Ngồi cái đuôi của nó nhìn đẹp đi chưa. Các bạn có thích cái khu công viên khủng long của mình không? Quá là đẹp luôn. Đấy, cái chuồng này nó vậy á, nhiều chỗ hay lắm. Với lại á, Lì phát hiện ra một điều là chúng ta có thể mà đi ở trên tàu lượn nữa các bạn. Cái tàu lượn mà mình say á. Ồ, ghê không? Đấy, có thể nhìn xuống thấy khủng long đó kìa. Cái con raptor chạy chạy kìa. Đẹp không, đẹp không các bạn ơi? Nhìn gần luôn nè. Đấy. Hấp dẫn. Còn bên đây là cái chuồng của con long bảo chúa nè. Nếu mà các bạn thích thì lâu lâu chúng ta sẽ đi qua bên cái đảo này để kiểu như là thăm khủng long nha. Tại có nhiều đảo mình phải đi để mà lấy mẫu hóa thạch của khủng long mới. Đâu con bảo chúa hồi nãy đâu, ổn chưa? Để mình coi thử. Nó kìa. Nó phục hồi rồi, nó quýnh nhau xong nó phục hồi rồi các bạn à. Chứ không có chết. Bảo chúa mẹ nó ở đây là nó quýnh nhau rồi xong nó phục hồi à. Có hai cái chuồng cừu là tạo cừu để cho nó ăn là nó thoải mái rồi các bạn. Đây là cái bầy raptor của chúng ta. Đấy. Ủa bầy raptor dưới nó chuẩn bị ăn con dê chứ á. Đúng rồi. Con dê trước mặt. Giỏi lắm em, trời nó biết đóng phim ghê nha. Tụi nó biết nó canh mình rồi, coi rồi, nó ăn uống rồi. Cái chuồng này là mình xây rất là tự nhiên nha. Chỗ này á, mình xây rất là tự nhiên luôn. Mấy cái con mà Ankylo nè. Ồ, tốt em. Còn bên đây là cái con mà khủng long Torosaurus. Bạn của nó đâu? Ủa, nó chạy tới nó ăn thức ăn kìa. Bạn của con Toro đâu? À, bên đây. Tí nữa nó cũng tìm bạn nó à, không sao hết á. Ôi, nó đang cãi lộn với lại con Raptor. Đừng có quýnh lộn nha. Đừng có quýnh lộn. Ôi, đừng có quýnh lộn. Mấy con Raptor nó đang kiểu như là quản lý khu này các bạn à. Rồi, đi rồi, ok. Ổn. Cái chuồng này là mình xây rất là giống thật. Anh em thấy không? Nãy giờ không thấy Blue đâu ta, Blue đâu? Where Blue? Oh, Blue nè. Nó đi khè từng con luôn các bạn. Giống như là mấy con Raptor nó giống như là lặp lại trật tự bảo kê khu này. Không cho bất kỳ con nào mà nó quậy hết. Hay lắm Blue. Tóc em. Ui, coi con kia nó chạy này các bạn, con kia nó chạy nè. Đấy, ấy cái con Raptor nó kêu là mày phải đàng hoàng ở khu này nha, ăn sạch uống rồi sạch sẽ, không có dơ bẩn rồi. Đấy, bây giờ chắc là mình sẽ đi sửa cái thức ăn ở chỗ này xong rồi mình quay hòn đảo mới nha các bạn. Tất cả là đều khá là ổn rồi. Và đây là cái khu hòn đảo mà cái chuồng đầu tiên á, lúc mà mình vừa tới đảo các bạn. Cái chuồng mà để giúp cho mình kiếm được một cái công viên 220 mấy triệu đô anh em. Đây. Nuôi mấy cái con bây giờ là thành bầy Dilophosaurus rồi, với lại mấy con này. Cũng khá là dễ thương. Nói chung là mọi thứ trong công viên nó đều đã rất là ổn rồi. Mình đã kiểm soát khá là kỹ về tất cả những cái chỉ số, cũng như là để hiểu rõ từng tập tính một của từng loài khủng long. Và tụi nó cũng để từng quậy rất nhiều, đúng không anh em? Tụi nó cũng để từng quậy rất nhiều. Con nào đối với mình nó cũng là dễ thương hết đó. Nếu mà anh em thật sự mà thích cái trò này á, nên xem cái video clip trước của mình. Cái clip mà mình ghi là tập hay nhất đó các bạn. Thật sự nó là tập hay nhất nên mình mới ghi là tập hay nhất. Ok. Thế giới của cái hòn đảo này chúng ta sẽ khép lại ở đây. Và mình sẽ đi tìm những mẫu thạch mới ở những hòn đảo mới. Và xây dựng ra những công viên bự hơn, khổng lồ hơn.
các bạn thấy không, cái tàu lượn nó đi một vòng để cho khách nó tham quan á, và chúng ta đã kiếm được rất nhiều tiền từ cái công viên khủng long này. Quá đã, đi thôi. Hiện tại là mình đang ở cái đảo Taseno, vùng Ila. Nó đã unlock thêm một cái hòn đảo ở vùng Bela nữa. Mình không biết ở đây có gì, nhưng mà nó sẽ bắt đầu từ 6 triệu đô. Ok, nó không có âm tiền là được rồi. Nó không âm là mình vui rồi. Ơi, có một con bị chết kìa. Oh, đó là con Tsintosaurus. Và nó chết vì tuổi già. Ok, mình sẽ up lại một tí trước khi đi, là mình muốn là mọi thứ nó sẽ ổn ổn thỏa như các bạn, xong rồi mình mới đi. À, hồi nãy chưa cho con này ra nè. Con ơi, anh em Parasaur đến với công viên khủng long lý P nha. Hãy sống tốt và nói chung là thân thiện với những khách tham quan. Ồ, đẹp quá, đẹp quá các bạn. Cái chuồng khủng long ăn cỏ lúc nào nó cũng gây cho mình một cái cảm giác rất là thư giãn anh em. Mỗi người thì mỗi cái sở thích khác nhau. Có người thích khủng long ăn cỏ, có người thích khủng long ăn thịt, cũng có người thích cả hai. Ok, thì cái máy bay nó sẽ đưa sát cái con khủng long kia đến thôi. Và cái bài này thì mình nghĩ là nó cũng thiếu một con để cái cộng đồng nó trở nên ổn định. Nhưng mà cái comfort của nó là khá là ổn, bởi vì nó là một con không có phải như kiểu rất là dễ bị kích động. Nó là cái con này nè. Đây, thì xin tao sau đó thì mình sẽ đợi up luôn, sau đó mình mới đi. Bởi vì mình là một chỗ công viên tốt mà. Cái bài của nó là phải 4 con trở lên các bạn à. Tụi nó đang ăn nè. Cái con này là mình làm skin hết á anh em, skin hết. Đây là skin Taiga nha, skin Taiga của cái khu rừng Taiga á, nó mới có những cái đốm ở trên người như vậy. Ô, lại đánh nhau nữa rồi, chạy đi mấy em. Thôi, mưa gió quấn lộn cái gì nữa, mưa gió quấn lộn cái gì. Ô, nó hồi máu xong nó quấn lộn à, chạy đi, chạy đi. Ôi, hai đứa con của tôi chạy đi. Mưa gió đi, chạy đi ngủ ơi. Tiêu rất chạy này các bạn. Nó quấn không lại cái con này. Không sao, chứ nếu tiêu rất mạnh quá con này chết làm sao các bạn, đúng không? Đúng không anh em? Mình để có chủ đích rồi. Con tiêu rất mạnh lên là nó khó kiểm soát lắm. Thôi đi nghỉ ngơi em, đừng quấn lộn nữa. Lâu lâu biểu diễn cho mọi người xem thôi. Rất may là cái trò này á, là nó nói chung là tìm hiểu cái suy nghĩ của khủng long rất là kỹ á các bạn. Nó như thiệt vậy á. Khủng long nó khôn lắm chứ không phải là ngu đâu. Rồi đi, hồi máu á. Khi mình ăn uống á, cái thức ăn và nước uống ở cái mức màu xanh thì nó sẽ hồi máu lại thôi. Rồi, trong lúc mà nó bị đau nó sẽ không quấn lộn nha các bạn, nên anh em cũng đừng có lo. Được rồi, bây giờ là lúc mà chúng ta qua cái bên này coi cái chuồng này nó áp xong chưa, để cho cái con khủng long này ra và mình đi thôi. Các bạn đang ở trên cái mà tàu lượn tham quan công viên nè, anh em thấy đẻ không? Mình đã cố gắng xây mà nó kiểu như nó bọc hết nguyên một cái khu luôn á anh em. Bọc hết luôn á. Đấy, các bạn có thể tham quan mà kiểu như là anh em muốn nhìn từ trên xuống cũng được nè. Anh em muốn đi tới tận nơi để nhìn thấy con khủng long cũng được luôn. Đấy. Thì nó có những cái eo mà cái chỗ này nè, cái chỗ này là cái mà mình đã khó xây nhất mà. Mà cuối cùng mình cũng xây được thành công. Đây, ở trên đây thì anh em có thể nhìn thấy người dân người ta rồi người ta đi. Đấy, sướng không?
Và nó cua quay một cái đoạn mà kiểu như là mua sắm nữa, khu mua sắm nữa ấy, sân chơi rồi luôn cái kiểu nữa các bạn ấy. Cái chỗ bên tàu lượn bên này là cái đường vô, cái đường mà chúng ta sẽ đi qua cái cổng là Jurassic World á, khi mà đi máy bay đến công viên là chúng ta xuống xuống cổng rồi nói chung check in thủ tục các thứ rồi ví rồi các kiểu lấy tiền nữa, xong rồi chúng ta lên đây có thể tham quan hoặc là nghỉ ngơi vui chơi mua sắm rồi có thể chơi bowling nữa các bạn đấy, có thể mua đồ quần áo mua đồ chơi về tặng mọi người đấy, khu bowling nè à. Đấy có thể ăn uống rồi đi vệ sinh xong rồi chúng ta qua bên đây coi những con khủng long đấy. Đôi khi thì khủng long sổng ra bị cắn rồi chết rồi thôi cái gì đâu. Rồi mình cũng đang rất là nôn, mình đang rất là nôn để mà cái tàu lượn này nó chở mình đi đến cái khu mà của cái con mà khủng long mấy con ăn cỏ á đấy. Thì kiểu như là mình tham quan mà, tham quan thì làm cho nó đúng cái kiểu như tham quan thôi chứ sao. Đấy, rồi bên đây là hai cái khách sạn mà các bạn có thể ở nha mọi người. Đấy, nếu mà các bạn ở trong này thì miễn phí để tính hết vào vé vào cổng rồi. Đấy. Còn khách sạn thì cũng có những cái tiện ích rồi các bạn có thể tha hồ vui chơi. Đấy. Và bữa là mình sẽ mua thêm mấy cái Gyrofia là kiểu như cái quả bóng á, mà các bạn ở trong đó các bạn có thể vào bên trong chuồng khủng long mà các bạn kiểu như tiếp xúc trực tiếp với khủng long luôn mà không sợ bị chết luôn các bạn. Đấy. Kiểu như không sợ bị nó cắn luôn, nhưng mà khủng long bạo chúa thì mình không biết, cái điều đó là không chắc. Ok thì bây giờ chúng ta đã đến được cái chuồng mà khủng long ăn ăn cỏ bự rồi. Đây các bạn ngồi trên đây có thể nhìn thấy nè, nhìn thấy rất là rõ nét cái sinh hoạt của những con khủng long ở trong chuồng. Đấy, có con ngủ rồi có con đi lại rồi cổ dài rồi. Đấy, sướng ơi sướng ơi. Hoàn toàn là do mình xây. Nếu mà các bạn không tin thì có thể xem cái tập mà mình lúc mà vừa đến mà công viên mà kiểu như bị phá sản, nó không có tiền á, nó không có một đồng nào luôn, nó cũng không có bất cứ gì đó, thì họ hoàn toàn là kể cả những cái cây cối hay là tất cả mọi thứ ở trong chuồng này mình đều xây hết. Và cái đó cũng không phải là công của mình, có rất là nhiều bạn đã góp comment kiểu như là ủng hộ những cái ý tưởng này kia rồi mình mới xây ra được cái công viên như vậy, quá là ok luôn các bạn. Đấy thì tàu lượn thì các bạn cứ tham quan tiếp tục nha. Bây giờ là mình sẽ cho con khủng long này ra. Anh em thấy mình hướng dẫn viên du lịch được chứ bộ. Trời ơi, nó có dễ đâu. Rồi ok. Chào mừng em đến với lại công viên khủng long và hãy tìm ra cái bầy của mình nha, để cho nó ổn định cái số lượng. Rồi, ok. Bây giờ là lúc mà mình đi qua hòn đảo mới, đi lẹ lẹ lên, đi lẹ lẹ lên cho nó nhíu chân lại mà lắm à. Ok, mày go to. Hòn đảo kia ổn rồi nha. Ổn rồi. 100% ổn rồi. Bây giờ là lúc mà mình đi kiểu như một người bận rộn như mình phải đi đến những nơi mới, tìm ra những mẫu hóa thạch cực khủng. Mà mình đang ghiền cái con Sabino lắm rồi. Ủa để ở đâu vậy? Ở buổi tối. Ở đây là mình chơi vào buổi tối. Kinh vậy. Ở đây chơi vào công viên vào buổi tối ra. Ở lúc mình có thử hỏi là có khi nào mình chơi vào buổi tối không? Thì bây giờ nó cái buổi sáng nè, buổi chiều cũng chơi rồi nè, bây giờ buổi tối nè. Ôi, cái này mà công viên nó sổng ra là hơi bị kinh à. Ok. Anh em đã sẵn sàng chưa? Rồi, mới vô cái 6 triệu đô mình lo cái gì? Từ cái khu công viên của mình khá là rộng. Nó có sẵn một cái chuồng rồi, nó có sẵn một cái chuồng rồi. Và một cái fossil. Nó chưa có cái máy bay. Ủa, mày sẽ còn đảo nó nhỏ xíu mà các bạn ơi. Kiểu như cái hòn đảo này á, là một cái nơi mà định đến này để lấy mẫu hóa thạch rồi nghiên cứu, kiểu như là mình lập một cái khu nghiên cứu nhỏ thôi, một cái khu công viên nghiên cứu nhỏ thôi, chứ không phải là một cái nơi mà chúng ta đến đây để là một công viên lớn để dừng chân. Và cái đây cái cổng này là có cái tường luôn rồi các bạn, chứ nó không phải là cái cổng nhỏ nữa.
Vậy là bây giờ là mình phải xây cái nhà máy bay ngay. Ủa nó có nhà máy bay rồi, để coi thử. Có Galimot nè. Không biết con Galimot là mới hay cũ nữa. Tosintosaurus, Dilophosaurus, Chungkinko, Hoyango, mấy con này có rồi. Coi kỹ nha. Cái con Ceratosaurus 100%. Iguanodon. Con này như cũ rồi. Igua. Polycanthus là con gì? Nó là một con mới nè. Con này mới nè. Con này là 0% nè. Màu vàng là mới nha. Có cái con Chimosaurus và Pachycephalosaurus. Có con Pachycephalosaurus. Cái con đó mới đẹp lắm các bạn. Con Pachycephalosaurus gì á. Ăn cỏ không ấy? Pachycephalosaurus, con này kinh đấy các bạn. Torosaurus, màu xanh là mấy con cũ nha. Nó không có khủng long ăn thịt. Cái vùng đấy nó không có khủng long thịt rồi. Vậy chắc tập này mình sẽ làm cái con này đi. Sau đó chúng ta sẽ xây dựng cho nó đẹp đẹp rồi mình tập sau cái mình xây dựng rồi mình đi tới công viên mới, mình đi khu mới. Cái con đó đâu rồi? Pachycephalosaurus. Ok, này mình cho máy bay đi lấy màu hóa thạch rồi. Bây giờ mình tranh thủ xây dựng thôi. Mình nghĩ cái khu này nó cũng đâu có gì xây dựng đâu. Khu này là mình nghiên cứu khủng long thôi. Đi đến đây để nghiên cứu khủng long thôi. Cái con đó hả? Cái con đó bây giờ mình tranh thủ áp mấy cái con ăn thịt ra thử đi. Ok, làm bài ăn thịt đi. Có thể nó ở chung được không? Chỗ này tối thui à. Đâu có gì mới đâu. Một chuồng thôi thôi anh em hả? Một chuồng được rồi. Chứ đâu cần phải ấy không? Bây giờ mình có cần xây cái chuồng này nó rộng ra không? Chuồng này nhỏ quá. Còn nếu mà mình xây bên này thì ok, chắc bây giờ mình xây thử bên này đi. Xây một cái khu bên này. Nhưng mà mình phải xây mấy cái nhà xe đâu nữa. Để kiểu như mình tránh cái trường hợp mà khủng long nó sổng ra ngoài ấy các bạn. Đây là nhà máy bay nè. Mấy cái nhà mình xây nhanh nhanh thôi. Rồi ok. Có nhà máy bay, có nhà xe rồi. Phải có hai cái này để tránh trường hợp mà có những cái điều mà mình không ngờ đến nó xảy ra. Rồi ok. Xong rồi đó. Mình có cần xem một công viên bên đây nữa không? Một cái chuồng bên đây nó cũng nhỏ. Nhỏ các bạn à. Máy bay về rồi. Ok. Lần này thì mình sẽ bỏ mấy cái tăng tốc vô. Đây là nó là mấy cái này nè các bạn. Mấy cục đó đó. Bị thiếu điện hay gì vậy? Nó bị thiếu điện, một cái nhà máy điện không chạy đủ rồi các bạn. Ok, thế thì mình ghép ghép tiếp điện vô sợi dây. Ở bên công viên này đúng là một cái khu để chế tạo luôn các bạn, biết sao không? Kiểu như nó không có vấn đề về đẹp anh em. Nó không có vấn đề về đẹp. Vừa mới xuống kia mà thấy hai nhà máy điện rồi, kiểu như là bên này là để cho những cái người á, giống như mình thôi, giống như mình người ta tới người ta làm việc thôi chứ không phải là nơi kinh doanh. Nếu vậy thì mình sẽ chiều và làm theo ý kiểu đó luôn, không phải là nơi kinh doanh nha, để là nơi đến đây để nghiên cứu thôi. Kiếm được quặng quặng vàng luôn các bạn. Cái con này Chamo sâu hút nè, con này cũng đẹp kinh.
Pachycere, Phaetosaurus là con này hả? Con này thì nó không đẹp, mình tưởng nó là cái con kiểu như giống như cái con này nè, mà nó kiểu như có sừng có đồ kinh lắm. Ok, thì tới tập này chúng ta sẽ đi lấy mẫu hóa thạch của con này xong qua bên cái công viên bên kia nuôi. Ok anh em ơi, tin vui cho các bạn là mình đã quyết định một điều á, đó là cái hòn đảo bên này á thì nó tối và nó kiểu như là nó không có được đẹp. Xác định là cái khu này dùng để kiểu như nghiên cứu khủng long thôi, nên là cái việc cày đó là anh em hãy để cho mình. Mình sẽ cày 3 sao để mà mở được cái vùng đảo mà Sona, để kiểu như là chúng ta sẽ qua cái hòn đảo này mà kiếm cái con mà Spinosaurus ở tập sau nữa. Còn tập này thì bây giờ chúng ta sẽ trở lại cái hòn đảo mà Tassano để mà áp cái con khủng long kia vô, chứ mình nôn quá mà chỗ này nó tối, mà cái con khủng long đó nó đẹp nữa đúng không, nên là mình không áp ở đây uổng á. Ok nhớ nha, chỗ này là vùng tối để đi làm nhiệm vụ để mà lóc bên này đấy. Bây giờ chúng ta sẽ trở lại. Ôi mới đi chút xíu rồi, nhớ chỗ này ghê. Ok đi thôi, trở về các bạn ơi, đi đi trở về ơi. Không biết mấy em của tôi là có em nào bệnh được không thế. Ok các bạn ơi, nếu mà bạn nào chưa like bấm like nha. Bây giờ chúng ta về bên cổng viên khủng long ăn cỏ và ấp mấy con kia đó. Ủa không biết con đó nó ở chung với khủng long ở chúa được không trời, chắc là không rồi. Nhưng mà nếu mà bạn nào mà muốn thử thì comment. Chúng ta trở về rồi. Đừng nói trở lại từ đầu nha, chửi à. Con quen của tôi, các bạn nó quen quen không đấy. Ok. Trời ơi, khác biệt, đi để trở về đấy. Cái những cái điều quen thuộc ở công viên mình là thức ăn bị hư. Các bạn, để mình dần dần mình cho cái khoảng thời gian nó ra lâu lâu một tí, lâu hư. Rồi ok, là một giám đốc mà, nói chung là thức ăn hư phải sửa thôi, biết sao giờ. Rồi ok, anh ấy trở lại với các em nè. Anh nó trở lại với các em nè, cho nó sửa bên này luôn. Chắc là các bạn cũng thích mình ở bên này nhiều hơn đúng không? Lâu lâu đi công tác tí mà anh em, nó lâu đi ăn công tác một tí xíu. Hỏi áp lị con này chờ. Dưới giờ đi công tác cái có con Chamo sau rút. Áp là hai con luôn. Rồi ok. Đây là một cái nơi mình thích ở, như quýnh lộn, các bạn biết quýnh lộn ở đâu không? Bên kia chơi đâu? Biết ngay mà, bên này nó vậy đó. Ôi, con tiêu đấy đang yếu máu. Thôi đi mấy đứa. Chạy đi, con tiêu đấy đang yếu. 74% à. Con kia chạy. Ủa, nó có phải là Elfe không? Hình như nó không phải Elfe. Cái con đó là yêu phe á, cái con bị máu là yêu phe á, bây giờ nó quấn không lại con tiêu ghét đâu các bạn, nó quấn lại tiêu ghét nó chạy rồi. Rồi anh em thấy tiêu ghét nó mạnh không, không có giỡn mặt với tiêu ghét được đâu. Mình để cố gắng là kiểu như áp gen cho hai con nó ngang cơ nhau á, chứ không là con tiêu ghét là nó mà mạnh hơn là nó quấn chết nó, chứ không đùa đâu các bạn. Đấy các bạn thấy là chơi là phải có một cái sự gọi là mình suy nghĩ tính toán kỹ. Mời các bạn tham quan công viên của mình ở trên cao ơi, sướng sướng sướng. Mấy cái con khủng long mình nó đi qua cái rừng thông ở chỗ kia kìa nó mới đẹp. Các con bị gì rồi, có con khủng long bị gì rồi, thì ra là một con bị chết do tuổi già. Nó để cống hiến rất nhiều rồi, thôi up 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 up. Công viên của mình á, cái tuổi thọ nó kém quá. Các bạn nào biết cách cho tăng tuổi thọ lên không anh em? Rồi, cho máy bay bay lấy cái xác nó ra đi. Trong lúc chờ đợi cái con kia nó ra con mới. Hai con nó chết một lúc luôn. Hai con chết một lúc do về luôn. Tạo ơi chơ, thôi không sao. Có lẽ là mình bán mấy con về mình bán á, nhưng mà thôi. Như lúc á để cho nó
nó được chết ở cái nơi được sinh ra đi, tội nó. Khủng long già chết mà, chứ nó đâu có làm gì đâu. Tụi nó đang cảm thấy lonely nè, nó nhớ bạn cũ của nó. Tội không, các bạn nhớ bấm like cho nó nha, nhớ bấm like ủng hộ nó nha. Mấy con raptor ở đây nó bé đạo hả em? Nó là kiểu như là bảo kê á. Ô đẹp chưa, đi ở dông đi ngang khôi đẹp chưa. Ừ, các bạn thấy không? Đấy, cái con kia nó đi bên kia mới đẹp kìa. Ồ, cái bài mà Blue, Charlie rồi đấy các bạn ơi. Thích không anh em? Thích nhớ bấm like nha, ít like quá. Tôi nói chung là mình chơi cho vui nhưng mà anh em phải ủng hộ mình chứ. Các bạn không không các bạn không có mà yêu quý kênh của mình á. Ô mình để xây những cái gồ ghề bây giờ nó như tự nhiên rồi. Ồ. Các bạn nào đang coi clip mình bằng tivi không? Comment nha, bạn nào coi bằng tivi comment nha, bởi vì nó sướng á, nó sướng lắm đó. Muốn ngắm hoài luôn chờ. Ừ, đi ngang cái cây nè. Ừ. Ồ, Blue đang ăn, Blue đang ăn. Rồi, tốt lắm em, ăn đi, ăn đi. Quay đây cho mấy cái con khủng long nó ra chứ để nó khó chịu. Chào mừng em đến với công viên của Lý P nha. Hãy đi kiếm cái bầy của mình. Phải sống thật là vui. Rồi cho hai con gan lúc luôn. Bên đây thì sao? Sắp ra rồi các bạn ơi, chín mấy phần trăm rồi. Chín mấy phần trăm. Ê, thôi. Cứ đi coi các bạn đi coi. Ô, chào mừng anh em đến với lại công viên khủng long ăn cỏ của Lý P. Có bạn nào là gái không? Có bạn nào là gái không? Nói chung là khủng long mình nó le to được cái sợ nha. Ôi con tà xin tao sao gót kìa, nó làm gì kìa. Ô, nó đang uống nước, nó đang uống nước. Ô, ôi khủng long nó le to kìa. Ở cái khu bên này như khủng long nó ít tới chơi quá, mình sang nhiều khu mà khủng long nó ít tới chơi, tập trung một khu à. Đấy, tàu lượn hả, đẻ rồi. Đẻ rồi. Nhớ like. Ơ, tự nhiên con này đang ăn, tự nhiên mình lấy thức ăn ra. Rồi, rồi, kìa. Đấy. Ôi, cái chỗ này đẹp này, chỗ này đẹp này các bạn, chỗ này đẹp này. Show view. Một cái góc view mà đi qua cái khu mà được nhìn thấy khá là nhiều khủng long luôn. Ui, bây giờ là nó đi một vòng nó thấy thôi, nó cứ đi một vòng vậy thôi. Nhưng bây giờ khủng long ghê nè. Ý, cái con này đẹp quá. Đấy, hồi nãy là mình mới đi đến vùng kia để tìm ra cái con này cho các bạn coi đó. Con này nó khó chịu không các bạn, nó khó chịu chúa luôn. Nó chỉ ở được đâu tầm 2-3 con thôi. Về cái mật độ population nó đang rất đông, nó không muốn ở chung. Ô, hai con kia quýnh lộn nó, kệ đi, quýnh lộn chuyện bình thường rồi. Nó quýnh sao đừng có lên đường là được à. Ô, con đây nó không muốn ở chung nè, bây giờ khó chịu nè. Ê, ô, con này bị chết ra tuổi già rồi. Cái bên kia đang quýnh lộn, tự nhiên hiện con chết mình tưởng đâu mà T-Rex chết chứ không chết đâu, bên T-Rex không chết đâu. Khôn lắm các bạn à, nó khôn lắm. Nó khỏe nó mới đánh, chứ nó yếu nó không có đánh đâu. Anh em ơi, chắc có thể là cái chuồng này là không hợp với lại cái con kia rồi.
Và cái con kia thì mình nghĩ là nó cái hàng rào nó tung một phát thôi, cái đầu nó bự mà. Nó khó chịu này. Cái con mà đi low focus nó chết rồi. Nó dẹo quá, nó chết rồi. Còn con đây nó đang khó chịu nè. Khu đông quá mà nó cũng không có, nó cũng không có bạn. Thôi ok, mình có cách đi thôi. Mình bắn ngủ nó xong rồi mang đi chỗ thoáng hơn. Sorry em nha. Ok. Cái máy bay ở đó luôn đi. Đấy, con này nó ghen nè. Hai con và nó phải sống ở một cái khu mà nó đủ rộng, không quá đông, không được quá ba con. Cái con này rất khó chịu. Rồi rồi, được rồi, được rồi, đứng 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 đó. Máy bay bay về làm cái gì chứ, xong mà. Ok. Phải bắn cái con đang ngủ xong mình mang nó qua đây. Quen nó qua bên cái khu bên đây nè, cho nó ở. Bên đây trống trơn à, nó không có chịu. Các bạn biết sao không? Đừng có trách là tụi nó ngu. Bởi vì khủng long mà, nó đâu có biết đâu, nó là thú mà, chứ nó đâu phải là cái gì đâu mà nó biết là nó phải phân bố ở khu này khu kia đồ. Chúng ta là người, chúng ta là thông minh hơn, chúng ta không có làm điều đó cho nó thì thôi, chứ sao lại trách nó, đúng không các bạn? Nó là thú mà, nó biết gì đâu. Mình đang giúp nó tìm đồng đội của nó đó. Ôi nó ngủ rồi còn bắn không phát nữa. Được rồi, được rồi. Giờ cho máy bay mang nó, mang cả hai con đi qua đây. Qua bên đây nè. Và mình hy vọng là nó sẽ cảm thấy ok. Rồi ok. Đúng là cái chuồng nó rộng thiệt, nhưng mà nếu mà khủng long nó biết cách phân bố, kiểu như là chia bày ra, giống như cái đội đây nè. À, cái đội đây là nó ở bên đây luôn. Cái đám mà tờ xin tao sau rốt nè. Thì nó biết chia khu nó ở thì không sao. Cái khu này nó đông, nó thích ở chung với cái bọn cổ dài các bạn à. Để cái bọn cổ dài như là nó có một sức hút gì đó. Cái đám mà mấy con khác nó thích ở đây lắm. Cái khu này kiểu như là xung quanh mấy con cổ dài lúc nào cũng có khủng long rất là nhiều. Ok, bây giờ hai chiếc máy bay đang mang hai cái con khủng long kia qua bên cái chỗ mà mình cắm bên này nè, mình đã view sẵn nè. Chờ thôi. Clip sau là mình sẽ cày ở bên hòn đảo mà màu tối tối á, cày 3 sao để mà mở vùng sauna nha các bạn. Vùng sauna hấp dẫn đấy anh em ơi. Vùng sauna là toàn là đồ ngon không đó. Toàn là mấy cái con khủng long ở dưới nước rồi ăn cá rồi. Ok các bạn like video này nhiều nhiều để mình có động lực cày nha anh em. Ăn cá các anh em. Bên đó 3 sao có vẻ hơi khó nên là mình mới trở về bên này á. Rồi thả 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 thả. Thả thả. Tốt quá chứ. Ok. Ổn luôn. Đấy bạn kia. Bạn kia.
Ồ, nó cần thêm một con nữa các bạn ơi, nó cần thêm một con nữa. Mật độ thì ổn rồi, mật độ thì ổn rồi, nó cần một con nữa. Ok, sẵn áp bên đây luôn. Đấy, nó cần một con nữa. Đừng chạy lung tung. Mình là alpha, mình là con đầu đàn, mình phải biết. Hiểu không con? Mình là con đầu đàn, mình phải biết phân bố vị trí cho mấy con khác đi theo. Ồ, cái chỗ này đẹp lắm, chỗ này đẹp lắm. Khu rừng taiga đó. Con kia đâu rồi? Chuồng này mà biết phân 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 bổ vị trí vẫn ở bình thường, bởi vì nó còn rộng lắm. Trời ơi, cái sừng nó đẹp quá các bạn ơi, cái sừng nó hình trái tim nha. Mình thích cái này quá anh em, mình thích cái tàu lượn quá, mất tiền luôn á, sang mất tiền luôn á các bạn, không phải dễ đâu à. Rồi chúng ta sẽ đợi cho cái con này nó có thêm một người bạn nữa, các bạn thấy không? Đúng ba con thôi, nếu mà con thứ tư là khó chịu nè, mật độ đang mật độ ít luôn á, ít cũng không chịu luôn, nhiều cũng không chịu luôn, đúng là khó tính mà. Ok, vậy chúng ta sẽ cho cái con mà hồi nãy nó chết để nó ra hồi sinh nó lại á, cho nó ổn định cái bầy của nó, cái bầy của nó là bao nhiêu đó là nó phải đủ. Đây là một con khủng long thuộc họ của con cổ dài, nhưng mà nó lùn hơn và cái tuổi thọ nó ngắn hơn con cổ dài rất nhiều, và nó hiền hơn, chậm chạp hơn nữa các bạn. Không, hình như nó nhanh hơn, nó nhanh hơn một tí, nó nhanh hơn cổ dài các bạn à, sorry nha. Con này nó cũng hung, nói chung là hung. Tại vì lúc mình chơi cái game ARK, cái con này là nó con rất hay cắn người, còn con cổ dài nó ít cắn lắm. Rồi chạy chạy đi con, chạy ra chơi đi. Thôi chờ nó đi tới kia chắc hết giờ luôn các bạn. Để coi thử nó đổ bầy không, đổ bầy của nó là có hai con này đủ à. Đấy, con này là con bạn của nó đó. Ơi, có một con bị bệnh rồi. Ồ, nó là bị bệnh gì á? Nhưng mà bệnh cái bệnh gì mình cũng không có lo, bởi vì là cái công viên của mình á, là nghiên cứu là xong xuôi hết rồi các bạn ơi. Rồi chúng ta sắp xong rồi. Con này 65% rồi. Ủa, hai con kia, nó lại đi qua đây nó chơi à? Ôi con ơi, nó quen đang chi rồi, cái mật độ đông vậy con. Ok các bạn ơi, con này ghê rồi, chắc là mình sẽ cho cái nó ba con nó ở riêng thêm một lần nữa nha. Đúng ra mình có thể kiểu như ngăn chuồng, nhưng mà nếu ngăn chuồng á, nếu mà mình ngăn chuồng á thì nó không còn gì là hay nữa. Ngăn chuồng nó không có mà thành một cái khu tự nhiên, mà nó để không tự nhiên rồi á, nó không hay đâu, đúng không các bạn? Ngăn chuồng có gì đâu hấp dẫn. Ok, rồi mình sẽ cho nó qua bên gặp với bạn của nó luôn. Ba con là đủ với cái bài đó. Đấy. Chăm con này khó lắm như các bạn, chứ không phải giỡn đâu. Chăm con này rất khó đó. Những cái con ăn cỏ nó rất hiền và kiểu như là nhút nhát, và cái sự nhút nhát đó nó tạo nên là một cái kiểu như rất là khó chăm, khó chăm. Nhưng mà mình điều chỉnh được cái kiểu như cái mật độ của nó ok là mọi thứ nó ổn à, chứ không sao hết á. Máy bay đang mang con kêu qua, chủ yếu là con đầu đàn thôi, chủ yếu con đầu đàn nó biết cách mà dẫn thôi.
nó dẫn cái con bạn của nó đi tới chỗ đông thì buộc con phải đông rồi các bạn à. Ồ, con kia đang đi ở bên rừng thông rồi, đẹp lắm anh em ơi. Ơ, gì vậy? Con này nó đang đi ở rừng thông mà không chịu coi. Đấy, ồ, nhìn đẹp không? Nó cũng là bay sừng nha, nó cũng bay sừng, nhưng mà cái đầu của nó hấp dẫn lắm. Ồ, đường nó cũng nhau vui á. Đấy, nó thoải mái lại rồi các bạn thấy không, cái comfort của nó không có mà bị ảnh hưởng nữa. Bây giờ cái con bạn của nó đang qua nè, chúng ta chờ chờ coi. Hy vọng là lần này là nó sẽ ổn. Đừng đi qua đó con à, ở cái ở bên đây đi, khu này có mình tụi con thôi à. Đây 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 đây, cái con kia mà đặt chân xuống là nó cái comfort là nó. Ô, bây giờ con này đang khó chịu rồi các bạn ơi. Rồi thấy rồi, các bạn thấy không, con kia đặt chân xuống là nó trắng nó xanh lại không, thấy không, là cái social nó ổn nè, có thể nuôi được 4 con nha, có thể nuôi được 4 con. Nhưng mà nếu 4 con là nó ở cái mức gần tối đa, trời ơi khó, con này khó nuôi kinh. Đấy, 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 đủ rồi đấy, đủ rồi đấy. Rồi chạy qua đây ăn cũng được, bên bên đây cũng được, bên đây cũng được. Đấy, nó đi theo con đầu đàn, tụi nó đi theo con đầu đàn thôi. Rồi, tất cả đều ổn các bạn à. Bài đây là mình đã nuôi thành công. Và có lẽ là clip của mình sẽ dừng lại ở đây thôi. Mong rằng anh em sẽ ủng hộ mình. Và nếu anh em thích cái con khủng long này, đừng quên cho mình một like và một đăng ký để ủng hộ cho mình có tinh thần ra clip mà cái trò chơi mà công viên khủng long Jurassic World Evolution nha. Rất là đẹp, mình khá là thích cái con này. Bye bye các bạn nha, và chúc anh em có một ngày vui vẻ.